Mô A Di Đà Phật. Mến chào tất cả bà con cô bác anh chị em ha. Hôm nay với lòng thành kính giác lợi thỉnh dầu lũ ly về miếu. Giác lợi cũng mới vừa khui một bình ra đã châm xong rồi bà con. Giác lợi thỉnh dầu lũ ly về miếu. Châm dầu đốt đèn thắp hương. Xin cái lộc cho bà con ha. Giác lợi hôm nay giác lợi có ghiếu miếu vôi. Thì giác lợi cho gia đây giác lợi thỉnh năm tà đem về đây giác lợi cúng tiếp Nam Mô A Di Đà Phật. Thì hôm nay giác lợi thỉnh dầu về miếu Nam Mô A Di Đà Phật. Giác lợi thỉnh dầu về miếu, giác lợi xin cái lộc cho bà con cô bác anh chị em. Nam Mô A Di Đà Phật. Giác lợi mai 21 thì giác lợi thỉnh bông về miếu, giác lợi chưng bông này héo rồi, bông này bắt đầu héo rồi ha. Thì giác lợi thỉnh bông hoặc là nước, nay cũng hết nước rót cúng rồi này. Giác lợi tiếp tục thỉnh bông hoặc là nước về miếu để cúng cùng sự tâm bảo. Thì hôm nay giác lợi thỉnh dầu, thỉnh một thùng dầu mà giác lợi đi một chỗ hai bình ba bình. Thì mà mai 21 thì giác lợi sẽ thỉnh bông với lợi nước về để rót cúng hàng ngày. Hôm nay giác lợi về miếu, giác lợi thành tâm xin xin cái lộc cho bà con ha. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con pháp danh quyền dụ pháp tự giác lợi cúi đầu đảnh lễ Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà, Đức Mẹ Phật Bà, Năm Mẹ Ngũ Hành, các vị Long Thần, Long Thiên, Hộ Miếu. Nam Mô A Di Đà Phật. Con pháp danh quyền dụ pháp tự giác lợi hôm nay với lòng thành kính con thỉnh dầu lưu ly về miếu để phụng sự tam bảo, thành tâm thắp nén tâm hương nguyện xin Đức Mẹ Phật Bà, Năm Mẹ Ngũ Hành, đèn trời soi xét xin ban cho một cây sâm cầu được cái tài cái lộc may mắn ngày mùng 6 Tết, ngày thứ 5 miền Nam có đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, đêm có miền Bắc, miền Trung. Con cũng nguyện xin Đức Mẹ Phật Bà, Năm Mẹ Ngũ Hành xin ban cho một cây sâm tốt, một cây sâm cầu cái tài cái lộc trùng khớp với miền Nam, có đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, cho bà con cô bác trên kênh của con tham khảo mua tờ giấy số cầu được cái lộc may mắn ngày thứ 5. Nam Mô A Di Đà Phật. Con nguyện xin Đức Mẹ Phật Bà, Năm Mẹ Ngũ Hành xin ban cho đặng một thể sống tốt. Nam Mô A Di Đà Phật. Nào xuống đây xăm bài đây đây, giác lợi đón nhận cho bà con ha. Nam Mô A Di Đà Phật. Con cũng xin đèn trời soi xét xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà, Năm Mẹ Ngũ Hành xin ban cái điểm chỉ độ cho số thể sống này có được cái lộc lớn ngày thứ 5, ngày mùng 6 Tết, nhằm ngày 15 tháng 2 dương lịch năm 2024, năm Giáp Thìn. Nguyện xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà độ cho số thể sâm này có được cái lộc, để cho bà con cô bác trên kênh của con tham khảo mua tờ giấy số cầu được cái lộc may mắn ngày thứ 5. Con xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà, Năm Mẹ Ngũ Hành độ cho số thể sâm có được cái lộc lớn, để cho bà con cô bác trên kênh của con được hưởng cái lộc ngày thứ 5, ngày mùng 6 Tết. Con xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà độ cho về miền Nam, trước là miền Nam, sau miền Trung, miền Bắc, để cho bà con cô bác ai cũng được hưởng cái lộc may mắn ngày mùng 6 Tết. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin đón nhận số thẻ sâm này. Số thẻ sâm là số 70. Số thẻ sâm là số 70 nha bà con, thứ 5. Số thẻ sâm là số 70. Số thẻ sâm là số 70 ha, nè, số 70 ha. Số thẻ sâm là số 70 ha, bà con là 70. Số thẻ sâm là số 70, số thẻ sâm là số 70. Nam Mô A Di Đà Phật. Con nguyện xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà, Đức Mẹ Phật Bà, Năm Mẹ Ngũ Hành, các vị Long Thần, Long Thiên, Hộ Miếu xin độ cho số thẻ sâm 70, năm 70 có cái lộc lớn ngày thứ 5, đại Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, đêm có miền Bắc, miền Trung. Xin độ cho về đầu, về đặc biệt, về trong lô số thẻ sâm 70, năm 70, để cho bà con cô bác trên kênh của con ai cũng được cái lộc lớn ngày thứ 5, ngày mùng 6 Tết. Con xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà độ cho số thẻ sâm này có cái lộc. Hôm nay con thỉnh dầu lũ ly về miếu có cái lộc, con thành tâm thỉnh bông và nước về miếu để phụng sự tâm bảo. Con xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà, Năm Mẹ Ngũ Hành, các vị Long Thần, Long Thiên, Hộ Miếu, đèn trời soi xét chứng minh xin độ ban cho số thẻ sâm 70, năm 70 có cái lộc lớn ngày thứ 5, đại Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, đêm có miền Bắc, miền Trung. Nam Mô A Di Đà Phật. Con thành tâm thỉnh bông với nước về miếu để thụng phụng sự trả lễ số 70 này. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà độ cho. Nam Mô A Di Đà Phật. Giác lại cũng vừa xin xong số 70 ha bà con ha. Thì bà con nào hợp thì mua tờ giấy số cầu được cái lộc may mắn số 70 ha. 70, năm 70, ngày thứ 5, năm 70 là rất là đẹp đó bà con. Số thẻ sâm mà sâm úp nha, cho nên bà con nhớ tham khảo dùm cho giác lại là 507 dùm luôn ha.
Giờ con nhớ nha, nhớ 507 dùm cho Giác Lợi ha. Nhớ 507 dùm cho Giác Lợi ha. Rồi thôi để Giác Lợi xá bà cái rồi Giác Lợi quay vòng vòng quan cảnh cho bà con xem ha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con cúi lại Đức Mẹ Phật Bà, Nam Mẹ Ngũ Hành. Các vị Long Thần, Long Thiên hộ miếu, con vừa lắc xin được số thẻ xăm là 70, con hiện xin Đức Mẹ Phật Bà, Nam Mẹ Ngũ Hành độ cho số thẻ xăm 570 có cái lộc lớn ngày mùng 6 Tết, trùng khớp với đại Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, đi có miền Bắc, miền Trung, giúp cho bà con cô bác trên kênh của con được hưởng cái lộc số thẻ xăm 70. Con cúi xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà, Nam Mẹ Ngũ Hành đèn trời soi xét chứng minh. Hôm nay con thỉnh dầu lưu ly về miếu, ngày mai có cái lộc con thành tâm thỉnh băng dưới nước lộc về để cúng phụng sự tam bảo. Con nguyện xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà đèn trời soi xét chứng minh cho lòng thành kính của con. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con nguyện với Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà, Nam Mẹ Ngũ Hành, ai thấy được kim thân quy xem quy giáo này, thấy được kim thân của bà, thân tâm thường an lạc, gia đạo được bình an, ai phạm tam tai tới tới chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không. Nam mô A Di Đà Phật. Con cúi xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà xin từ bi gia hộ độ cho Lê Thị Thúy Nga, sinh năm 1976, tai qua nạn khỏi, nghiệp chướng tiêu trừ, quan gia quá giải. Nam mô A Di Đà Phật. Đầy đủ nghị lực tinh tấn bước qua trong năm 2024 để vượt qua những khó khăn trong năm 2024, xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà độ cho Lê Thị Thúy Nga bình an an, gia đạo được bình an. Nam mô A Di Đà Phật. Giác Lợi xin quay vòng vòng quan cảnh cho bà con xem ha. Giác Lợi quay vòng vòng quan cảnh cho bà con xem ha. Nay Giác Lợi thỉnh dầu lưu ly về miếu bà con thấy. Cái này đây là hai cây mai năm rồi bà con. Đó là hai cây mai năm rồi ở trong, cái bắt đầu năm nay đem ra ngoài. Bông cũng đẹp ghê không? Mai cũng bông vàng đẹp chứ, vàng thật ha, rất là đẹp ha. Hôm nay cái mai này hỏm, cái mai hỏm hôm nay đâu đầu nở cũng hết rồi nè. Cũng còn một số bông, tí bông nữa, mai tháp cũng còn tí tí. Mùng 2, mùng 3, mùng 4 là hết rồi ha. 3, mùng 4 là hết rồi. Còn những quan âm ha. Và còn thấy hai chậu lưới đẹp không? Lưới đẹp ha. Lưới ngọn gà đẹp ha. Về Đà Phật, Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Con pháp danh nguyện diệu pháp tự Giác Lợi, nguyện xin Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đèn trời soi xét. Hôm nay con thỉnh dầu lưu ly về miếu để phụng sự tam bảo. Con nguyện xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà, xong con cũng xin Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đèn trời soi xét, xin ban độ cho bà con cô bác trên kênh của con thân tâm thường an lạc, gia đạo được bình an, làm ăn gặp nhiều điều thuận lợi. Bước qua năm 2024 gặp nhiều điều may mắn, xin độ cho gia đạo con được bình an vô sự, tai qua nạn khỏi. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện xin Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đèn trời soi xét, xin chứng minh. Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Quá đẹp ha mọi người ha, con gà đẹp ha.